Vì sao Việt Nam không có trong danh sách mở tour du lịch của chính phủ Trung Quốc? Các tour du lịch quốc tế ở Trung Quốc bị cấm từ tháng Giêng năm 2020 vì đại dịch COVID-19. Sau 3 năm áp dụng chính sách Zero Covid, chính phủ Trung Quốc đã cho phép các công ty lữ hành mở lại các tour du lịch từ ngày 6 tháng 2 năm 2023. Thông báo cho biết, công dân Trung Quốc được đi du lịch theo đoàn thông qua các công ty lữ hành tới 20 quốc gia. Theo tờ China Daily, bắt đầu từ ngày 6 tháng 2, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc nối lại các tour du lịch ra nước ngoài tới 20 quốc gia gồm Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Maldives, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Singapore, Lào, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sĩ, Hungary, New Zealand, Phi, Cuba và Argentina. Trong số 20 quốc gia này không có Việt Nam hay Nhật Bản, một số nước trong khối EU, Liên minh châu Âu. Quyết định được đưa ra vào cuối tháng 1 theo yêu cầu từ Ban Đối ngoại của Cơ chế Kiểm soát và Phòng chống chung của Hội đồng Nhà nước, lực lượng đặc nhiệm quốc gia ứng phó với COVID-19 dựa trên những cân nhắc về các biện pháp kiểm soát COVID-19 và phát triển kinh tế. Tuy vậy, theo trang mạng Trip.com, một công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, lượt tìm kiếm các chuyến du lịch theo nhóm đến Thái Lan, Indonesia, Singapore, Campuchia và Việt Nam là cao nhất. Tuy nhiên, các điểm đến phổ biến nhất ở nước ngoài đối với du khách Trung Quốc chỉ gồm Bangkok và Chiang Mai ở Thái Lan, Singapore, Kuala Lumpur ở Malaysia, Manila ở Philippines và Bali ở Indonesia. Trong khi Thái Lan đang chuẩn bị rốt ráo đón lượng du khách lớn từ Trung Quốc đổ vào, thì Nhật Bản bày tỏ sự thất vọng khi nước này không được đưa vào danh sách các điểm đến nước ngoài do chính quyền Trung Quốc đưa ra. Lý do cũng dễ hiểu vì hiện nay, Nhật Bản vẫn đang áp dụng những yêu cầu nghiêm ngặt về xét nghiệm COVID-19 đối với du khách Trung Quốc. Riêng Việt Nam thì chẳng ai biết tại sao lại bị Trung Quốc đối xử tệ như thế, dù từ ngày 8 tháng Giêng, ngay khi Trung Quốc cho người dân xuất cảnh, Việt Nam đã đón nhiều đoàn du lịch từ nước này.